ngay Eric Ten Hag cặp bến Old Trafford, ông đã được giới chủ nơi đây hứa hẹn rằng sẽ trao cho mình mọi quyền hành. Quả thật là như vậy. Kể từ khi có sự góp mặt của Ten Hag, mọi khâu từ chuyển nhượng cho đến thanh lý cầu thủ đều có sự quyết định của ông. Ten Hag đích thực đã nắm quyền hành cao nhất trong việc thiết kế lối chơi cũng như nhân sự cho Man United. Nhưng nhìn chung, việc cán đích ở vị trí trong top 4 cùng với danh hiệu vô địch Carabao Cup rõ ràng vẫn chưa phải mục tiêu cao nhất mà Man United hướng đến. Họ cần những thứ cao quý hơn. Và để hiện thực hóa những mục tiêu như vô địch Premier League, Ten Hag đã vung thanh đao quyền lực của mình ngay trong mùa hè này để tạo ra một cuộc thanh trừng lớn chưa từng có trong lịch sử Man United. Ở đó, hàng loạt những ngôi sao đình đám từng cập bến nhà hát của những giấc mơ giờ đây đứng trước viễn cảnh của những cơn ác mộng khi họ phải xếp hàng ra đi, nhường vị trí cho những mảnh ghép mới phù hợp hơn. Việc xem mùa hè này là mùa hè máu đổ thanh trừng chưa từng có trong tiền lệ của Quỷ Đỏ cũng không phải là câu chuyện đùa. Bởi vào thời điểm hiện tại, bản danh sách những cái tên phải ra đi đã đếm được quá một bàn tay. Hàng loạt những cái tên đình đám một thời từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông cũng nằm trong danh sách thanh lý của Ten Hag. Lý do để Man United làm điều này rất dễ lý giải. Đầu tiên phải kể đến câu chuyện xây dựng đội bóng của Ten Hag. Huấn luyện viên 53 tuổi là một người chưa thật sự phát huy hết khả năng của mình nếu được dẫn dắt một đội bóng mà ông quen thuộc, cũng như các cầu thủ đó phải hiểu rõ mọi ngóc ngách trong chiến thuật của ông. Điều này từng được thể hiện tại Ajax. Mọi thành công trong giai đoạn gần đây của câu lạc bộ này đều mang đậm dấu ấn của Ten Hag với dàn cầu thủ chơi cực kỳ quyết đoán và ăn ý. Đặc biệt, mọi cầu thủ tại sân Johan Cruyff Arena đều nhuần nhuyễn những gì mà huấn luyện viên của mình yêu cầu. Chỉ cần một cái phất tay bên ngoài đường biên, họ biết ngay mình cần phải làm gì. Đó là nền tảng và công thức mang đến thành công cho đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở hoa tulip. Và khi Man United đưa Erik ten Hag về đây, họ cũng giao mọi quyền hành quyết định tối cao cho ông. Ten Hag thích mua cầu thủ nào, thương tân sẽ nhanh chóng duyệt chi. Ông muốn thanh lý cầu thủ nào, ngay lập tức cầu thủ đó sẽ được treo giá lên kệ. Man đỏ đặt hoàn toàn niềm tin vào tay chiến lược gia người Hà Lan. Họ tin tưởng Ten Hag có thể vực dậy một đế chế từng bao phủ cả nước Anh. Nhưng trước khi mơ mộng về viễn cảnh xa xôi đó, Ten Hag cần một cuộc đại trùng tu toàn diện. Và thực tế không phải chỉ trong mùa hè này, mà trước đó ông đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Điển hình là việc thẳng tay loại Ronaldo ra khỏi kế hoạch. Dù nhận về không ít những phản hồi tiêu cực, nhưng Ten Hag vẫn có quyền hài lòng bởi điều đó đã giúp đội bóng của ông chơi tích cực thấy rõ. Nhưng có lẽ Ten Hag hiểu và bất kỳ ai theo dõi Man United thi đấu cũng hiểu, chỉ chừng đó thôi là chưa đủ để Quỷ Đỏ làm nên điều đặc biệt. Việc nhận một thất bại ê chề 0-7 trước Liverpool đã phản ánh một thực tế rất phũ phàng về khoảng cách của họ và những ông lớn khác. Chính vì vậy, ngay trong mùa hè này, Erik ten Hag cần một cuộc đại tu để giúp đội bóng đủ sức cạnh tranh tại Premier League lẫn Champions League. Nhưng nói là một chuyện, còn làm được hay không thì vẫn phải chờ. Bởi có rất nhiều vấn đề, nhiều vị trí không thể khỏa lấp trong một sớm một chiều. Đơn cử là lúc này hai tiền đạo chính là nơi gây thất vọng nhất cho các Manchester. Những cầu thủ như Anthony hay Sancho chính là tiêu biểu rõ nhất cho sự thất vọng đó. Họ thiếu sắc bén và sự đẳng cấp. Đó chính là rào cản lớn nhất khiến Man United bị bỏ lại lúc này. Ở hàng tiền vệ, nhìn chung, dù có nhiều cái tên, nhưng duy chỉ có Casemiro và Bruno Fernandes được xem là hai cái tên không thể xâm phạm. Còn lại thì người dở phòng ngự, người thì tệ trong tấn công và cập nhật trận đấu. Tất cả tạo nên một bộ mặt thật sự ám đạm cho khu vực trung tuyến của Quỷ Đỏ. Dù hàng thủ của United có thể được xem là chấp nhận được, nhưng nếu muốn chinh phục những mục tiêu cao hơn, từng đó là chưa đủ. Nhất là khi đội bóng cũng có thể chia tay thủ thành số 1 David De Gea. Khoảng cách giữa Man United và các đội top trên vẫn còn một khoảng cách nhất định. Vì vậy, việc chiêu mộ ngôi sao là biện pháp nhanh nhất, đồng thời cũng là con đường hoàn hảo để thu hẹp khoảng cách đó. Rõ ràng đó là những lý do nổi cộm cho thấy việc Ten Hag thực hiện một cuộc đại thanh trừng là hoàn toàn có cơ sở. The Sun còn cho rằng Man United có thể thanh lý tới 10 cầu thủ trong mùa hè này. Họ có thể sẽ thu về đến tận 260 triệu bảng, một con số đủ để cho Ten Hag lên kế hoạch chi tiêu và mua sắm phục vụ Dream Team mà ông đang áp ủ nhằm chinh phục những danh hiệu cao quý. Và nói một cách đơn giản hơn, nếu muốn mua thì trước hết Ten Hag phải bán để thỏa mãn các điều kiện mà giới chức thể thao nơi đây quy định. Truyền thông Anh hé lộ ngân sách dành cho Ten Hag mua sắm ở kỳ chuyển nhượng này đã bị cắt giảm xuống chỉ còn 120 triệu bảng vì những hạn chế trong luật công bằng tài chính. Điều này khiến Man United đối mặt với thách thức lớn, bởi họ đang nhắm mua một tiền vệ đẳng cấp, một tiền đạo
và một thủ môn. Với nhân sự quá mỏng đã trở thành điểm yếu chí tử mùa trước, Quỷ Đỏ dĩ nhiên muốn đưa về câu lạc bộ nhiều hơn 3 cái tên. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, đội bóng cần thêm ngân sách, cụ thể là từ khâu bán cầu thủ nhằm cân bằng thu chi. Đó cũng là một trong những lý do tại sao Man United từ chối chấp nhận yêu cầu lên đến 65 triệu bảng của Chelsea cho Mason Mount. Man United muốn tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt, bởi họ còn nhiều mục tiêu khác cần mua sắm, thay vì cứ đổ tiền vào một hoặc hai ngôi sao. Trước một núi khó khăn trước mắt, Quỷ Đỏ sẽ phải có một cuộc thanh trừng lớn chưa từng có, với hy vọng sẽ thu về ít nhất đầu đó khoảng 200 triệu bảng nhằm tái đầu tư. Họ sẵn sàng chia tay 10 cầu thủ. Dĩ nhiên, tất cả kế hoạch vẫn chỉ đang thực hiện. Và thực tế bán đi 10 ngôi sao một lúc không phải là câu chuyện đơn giản. Đặc biệt, khi những cầu thủ của Man United cũng thuộc dạng khó bán, thay vì những cái tên được săn đón. Điển hình, chúng ta có thể điểm qua như Van der Beek, Fred, Elanga, Hannibal Mabry, Alex Telles, Eric Bailly. Ngoài ra, có những cái tên đặc biệt được Quỷ Đỏ mong muốn thu về giá cao, như Harry Maguire, Mark Tominay với 40 triệu bảng, Henderson 20 triệu bảng. Nếu thành công, đội bóng sẽ thu về được một số tiền khá khá. Dù vậy, như đã nói, việc này không hề dễ dàng, bởi giá vừa cao và những đối tác của họ cũng không quá thèm muốn những cầu thủ này. Bên cạnh đó, Man United còn có thể bán ngay ngôi sao chạy cánh Jadon Sancho và Anthony Martial nếu được giá. Trường hợp của Martial thì không có gì bất ngờ, bởi kể từ khi gia nhập ở Trafford, tiền đạo người Pháp chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng như tại Monaco. Sancho cũng gây vô vàn thất vọng. Ngôi sao 23 tuổi mới chuyển đến cách đây 2 năm từ Dortmund với giá không hề rẻ. Dù vậy, qua 2 mùa giải, Sancho vẫn đang vật lộn trong việc thích nghi ở môi trường chơi bóng quê nhà. Cho đến nay, Sancho đã có 79 lần ra sân cho Man United, góp 12 bàn cùng 6 kiến tạo. Tháng 11 năm ngoái, Sancho thậm chí còn bị Ten Hag cho tập riêng một thời gian vì bất ổn về thể lực lẫn tâm lý. Có thể khẳng định, Man United đã lại mua hớ phi vụ này, và giờ là lúc họ muốn bán tháo để có thể bù qua những thương vụ khác nhằm sửa sai. Nhìn vào bản danh sách mà Ten Hag mong muốn thanh trừng, người ta chỉ có thể ngạc nhiên, bởi có rất nhiều ngôi sao từng đến ở Trafford với vị thế của một trong những cầu thủ đẳng cấp và đắt giá nhất thế giới. Số tiền mà Man United bỏ ra đầu tư cho danh sách này không hề rẻ, nhưng tất cả đều cho thấy sự thiếu hiệu quả, và giờ là lúc mà họ bán tốn bán tháo để sửa sai. Họ chấp nhận bán lỗ nhằm tạo điều kiện cho Ten Hag thực hiện một cuộc thanh trừng mà mục tiêu không gì khác ngoài hai chiếc vô địch giành giá, Premier League và Champions League.